đang dẫn mò lên xe giao cho khách ở Vũng Tàu chú anh chị bạn. Đây là con đường quen thuộc, hôm gà em dẫn về mà em rộng lại nhà em dùm cho khách đủ chuyến rồi em cho xe đi. Chung là bò này em mua dùm cho khách. Siêu đỏ. Sáng nay xe em tập trung để chuyển bò giao cho khách của chú anh chị bạn. Rất là đông. Đây hai chiếc chút xíu nữa có mấy chiếc nữa. Đây có hai chiếc rồi. Anh đang tập kết chở bò giao về Vũng Tàu với Bình Thuận chú anh chị bạn. Đây, nay sáng em đi xe 6 tấn rưỡi. Bò thì đang đợi gom. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với cái video tiếp theo của em. Thì hôm nay em sẽ gửi đến cô chú anh chị cái hình ảnh của hai con bò chữa. Ha, hai con bò xin chữa nha cô chú anh chị và các bạn. Đây, ở đây có một con là chữa 5 tháng, một con là chữa 6 tháng. Cô chú anh chị các bạn nào có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Em là Út, quê ở Ba Tri, Bến Tre. Để em là hay đi ghi hình đăng bán giùm cho bà con nhà vườn cũng như là tất cả mọi người ai có nhu cầu bán bò thì cứ liên hệ với em. Em là một cái người giống như là môi giới mua bán bò thôi. Alo em nghe anh ơi. Tối em nói có bớt anh gì không? Rồi ok thì anh tự triệu ra thôi. Một con 37, con 39 đúng không? Rồi còn nhiêu tiền anh cứ gửi cho tài xế bác tài giùm em ha. Dạ rồi. Còn bò kia tính sao anh có bán không? Rồi. Dạ rồi. Cảm ơn anh. Khách em đi giao bò cho khách, khách điện hỏi là tiền bò nhiêu. Thì cô chú anh chị các bạn, ai có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp em số điện thoại em để trên màn hình nha. Bây giờ em mời cô chú anh chị và các bạn đến với cái nội dung ngày hôm nay. Mắt chúng ta là một con bò cái xin đang mang thai lứa 2. Nó mang thai được 6 tháng rồi nha cô chú anh chị các bạn. Đó, chân móng thì chân là móng sò nè. Đó, cái đuôi thì nó khủng khiếp cái đuôi luôn, cái đuôi rất là đẹp. Màu là màu đỏ mật nha cô chú anh chị các bạn. Con bò này anh muốn bán với giá là 36 triệu cô chú anh chị các bạn. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình nha. Nó màu rất là đẹp, đang mang thai lứa 2. Đó. Thì ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trên màn hình. Nó cày đuôi bự hết biết luôn ha. Này bò này thì bao lòi lú cho cô chú anh chị các bạn. Ai mua về trong vòng 3 tháng đầu tiên, cô chú anh chị mua về nếu mà nó gặp vấn đề trục trặc sinh sản như là lòi lú hí thì em nhận lại hoàn tiền đủ cho cô chú anh chị và các bạn nha. Đây. Sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, màu rất là đẹp nha. Con kế bên là con tơ chưa đẻ lứa nào nha cô chú anh chị và các bạn. Con bò xin tơ chưa đẻ lứa nào. Giá của con bò này có giá là 34 triệu. 34 triệu bao chữa 5 tháng nha cô chú anh chị bạn. Đó. Nó là con xin tơ, rúng nghiếm là đầy đủ, chân móng thì hoàn thiện, móng sò. 34 triệu thì cô chú anh chị có ngay một con bò đang mang thai lứa đầu tiên luôn nha. Nó con bò này giá 34 triệu. 34 triệu con bò này, chiều cao khoảng 1m3 bò ha. 1m3 tới 1m3 có hơn nha. Nó chân móng thì hoàn thiện, rúng yếm đầy đủ. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em số điện thoại em để trong hình. Sái bớm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Con bò này là con bò tơ chưa đẻ lứa nào nha cô chú anh chị bạn. Cái sừng của nó nhìn thấy chúng ta biết rồi. Con này là con bò tơ chưa đẻ lứa nào. Giá của nó là 34 triệu. Còn đây, đây là con bò đẻ rồi, một lứa màu đỏ mật cực kỳ đẹp. Giá của con này có giá là 36 triệu của chú anh chị bạn. Con bò này đang mang thai lứa thứ hai. Nè, thấy không? Để em quay cái vú cho cô chú anh chị bạn coi nè. Nó chúng ta nhìn thấy cái vú là chúng ta biết con bò nó già hay là con bò nó tơ nha. Nó chân móng của con bò này đặc biệt đẹp luôn. Thấy không? Cái móng sò mà cái chân nó đứng thẳng băng luôn, nhìn cái đuôi hết biết bự, cái màu nó quá đẹp. Màu này là màu đỏ mật luôn của chú anh chị bạn. Video của cô chú anh chị bạn đang xem đang được phát trực tiếp tại kênh Chăn Nuôi Bò Ba Tri, được phát sóng trực tiếp
tất cả các ngày trong tuần vào lúc 18 giờ 45 phút chiều, tức là 6 giờ 45 phút chiều. Cô chú anh chị có nhu cầu muốn mua bò hoặc là muốn mua con giống thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để trên màn hình. Hoặc là cô chú anh chị có thể xem video vào hai khung giờ quen thuộc và được phát trực tiếp tại hai cái kênh mua bán bò của em là kênh chăn nuôi Ba Tri và kênh chăn nuôi bò Ba Tri nha cô chú anh chị các bạn. Em sẽ thực hiện nhiều cái đoạn video, những cái clip mà gửi nhiều cái hình ảnh, những cái giá cả tốt nhất để cô chú anh chị và các bạn có thể chọn lựa những con giống tốt nhất phù hợp với túi tiền của mình để về chúng ta phát triển kinh tế nha. Đó, đây là những cái hình ảnh mà em đang được em ghi hình tại xã Dòng Quéo, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Đó, xã Dòng Quéo, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha cô chú anh chị và các bạn. Nó ở giáp ranh với xã Tân Hưng, với lại giáp ranh với xã An Phú Trung, An Ngãi Trung, huyện Ba Tri. Thì cô chú anh chị có nhu cầu muốn mua thì có thể đến trực tiếp tại cái địa phương, trực tiếp tại nhà vườn hoặc là những cái chỗ mua bán, thì em sẽ cung cấp trực tiếp những cái số điện thoại hoặc là những cái địa chỉ tốt nhất để chúng ta có thể đến, chúng ta lựa những con giống phù hợp ha, để về chúng ta phát triển kinh tế. Đây là hình ảnh của hai con bò. Con này là con Sinter, chưa đẻ lứa nào, đang mang thai được 5 tháng. Con bò này có giá là 34 triệu. Con bò này đang mang thai lứa 2, đang mang thai lứa 2 nha. Nó mang thai được 6 tháng. Thì bây giờ anh muốn bán với giá của con bò này phải nói rất là đẹp, 36 triệu. Bao chữa 6 tháng cho cô chú anh chị các bạn luôn. Nó con bò này rất là đẹp nha, màu đỏ mực, cực kỳ đẹp, sái bướm thì hoàn toàn nghiêm chỉnh. Nó chân móng thì móng sò có bộ chân móng này khá là đẹp luôn. Chân nè, đứng thẳng nè, thấy không? Nó rất là đẹp. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình. Rúng nè cô chú anh chị bạn, rúng rất đẹp, chân móng xương cũng to nè. Mấy này đem về để nái là hết bài vậy, giống rúng nè, thấy không, đầy đủ, không có trục trặc gì hết ha. Hai bò này chiều cao dao động tầm khoảng 1m3 bò nha cô chú anh chị các bạn. Rồi thì nãy giờ em đã cập nhật đầy đủ thông tin về giá cả cũng như là những cái hình ảnh tốt nhất đến cô chú anh chị và các bạn. Thì bây giờ em xin kết thúc cái video đây và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn ở cái video kế tiếp. Ai có nhu cầu muốn mua thì cứ nhanh tay gọi em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Và bây giờ mong là cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ cái video tiếp theo của em, cũng như là ủng hộ em có thêm động lực làm nhiều cái video mới, tạo một cái diễn đàn như cô chú anh chị mua bán khỏi mất thời gian để chúng ta đi tìm kiếm mua bán nha. Rồi bây giờ em xin kính chào và hẹn lại cô chú anh chị và các bạn.